Kính thưa quý vị, sau ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão, Đức Thầy đã khởi sự viết thi thơ sấm kệ và thuyết pháp rất nhiều. Tiếp theo phần thi văn là bài Lộ Chúc Cơ Quyền. Ngài viết lối tháng 6 năm Kỷ Mão. Nội dung: Đức Thầy hé lộ quyền vi và cho biết cõi đời là giả tạm như một giấc mộng dài, và Ngài cho biết sự biến chuyển của mái quyền cơ mà chúng sanh phải chịu nhiều khổ nạn. Ngài cũng mách khéo cho ta biết tôn danh và nơi trụ xứ của Ngài, vì lòng từ ái chứa chan mà phải rời cảnh giới an vui cực lạc, vội giả lâm phàm cứu độ chúng sanh. Thiên trước tòa sen có chỗ ngồi, xuống trần chẳng dùng chốn cao ngôi. Xin trân trọng kính mời quý vị lắng nghe bài Lộ Chúc Cơ Quyền của Đức Thầy, sẽ do các độc giảng viên Lê Bảo Thi, Đặng Thị Kim Khuyên, Lê Thị Kim Ngà, Lê Thị Kim Ngọc và Bùi Thị Thảo Lan diễn ngâm. Nam Mô A Di Đà Phật. Trần thế lời danh dân mộng tràn, đời cùng tiếng Phật hạ phàm gian. Hỡi ai tâm trí tầm đấng hiền từ cứu thế gian, khắp trong ba tánh kề cạnh khổ đạo đức hiền thập bát chư hầu lễ há khan, đạo lý tầm sâu sâu chẳng cạn, đời cùng lý loạn khắp thương
mà đời lầm lạc lắm mơ đời ơi. Đạo đức nhút nhớ mà sao đằng, tình giấc mau mau mới kịp thời. Tuy đồng từ tâm gọi mấy lời, chúng sanh nam bắc lời tôn rơi, kim sơn xem thấy lòng tha thiết mà còn nhiều lắm chúng sanh ơi. Nam Việt cuối loạn dài dằm dặt, nhưng ấy chẳng qua tại lẽ trời. Đạo hạnh quyền cơ khuyên đó kiếm, chẳng dậy sau này khó thành tận diệt nhân gian trực tiên khoa. Lão già hậu quy nhân ngâu già lê kỳ thiên đình dị kể lại an giang. Đôi khi xuống làng đến bắc giang, đời mê mùi luôn bầm gan, thiên chư tòa sen có chỗ ngồi, chẳng chẳng dùng vốn mơ cao ngôi. Khắp trong mơ sáu tình toàn giả vui, và phương tăng sư tạo việc t
tơ rải trần hạ lời danh trôi. Tu hành giả dối khuyên khá đổi, cùng kiến trai đàn, cùng lên thôi. Nam mô A Di Đà Phật.